Đâu phải một mình tôi có ý đó khi thỉnh tượng Phật Bà về thờ, mà tôi thấy phần đông vì muốn chuyện làm ăn phát đạt nên mới thỉnh Ngài về thờ. Nếu Ngài không phò hộ thì nên gửi lại cho chùa. Mô Phật, tôi rất buồn là đáng lẽ ra sau vụ bị giam giữ vừa rồi, bà đã nhận ra được một bài học thích đáng về nhân quả, nhưng không ngờ bà lại oán trời trách Phật vì vẫn giữ nguyên cái ý niệm sai lầm. Học ngàn vàng đó bà cũng đã biết qua. Sự thật mất lòng tôi biết vậy, nhưng nếu không nói thì bà lại hiểu lầm như trước. Thánh nhân có dạy, biết mà không nói ra là bất nhân, nói mà không hết lời là bất rằng nếu bà chưa nhận rõ cái lẽ nhân nào quả ấy thì đời bà chắc phải vất vả nhiều phen. Tiền tài như phấn thổ mà bà năm giận tôi lắm phải không? Thưa không, lời lẽ của thầy tôi nghe càng thêm thấm thía. Mười mấy năm qua mải mê theo vật chất kiếm tiền, với bao mánh khóe mua gian bán lận, làm giàu trên sự gian nan lận đận của những người thật thà chân chất hiền lương. Ngài cũng như đêm tông bật liễu lường, nên chưa bao giờ được nghe những chuyện về đạo lý. Bấy lâu tưởng mình khốn, ngờ đâu quá dài sự nghiệp tan tành, gieo nhân nào gặt quả nấy không sai. Từ nay con quyết tâm chuyển hơn cuộc đời, muốn để vượt về sáu chỉ một cách đi theo nẻo thiền. Hiền lành, kính trời tưởng Phật, dung bồi phước báo, để đức lại cho con cháu đời sau. Mô Phật. Thưa Thầy, con đã hiểu được điều nhân quả. Từ nay, con nguyện dung bón phước lành.
Mô Phật, xin Thầy cho con thỉnh pho tượng Phật Bà về, con thờ lại.